Hàn lại phóng thử hỏa tiễn ICBM. Đài truyền hình nhà nước Bắc Hàn KRT vào thứ Tư ngày 29 tháng 11 cho biết nước này đã thử nghiệm thành công một loại hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa ICBM có thể bắn tới toàn bộ đất liền của Hoa Kỳ. Cuộc thử nghiệm hỏa tiễn do chính nhà lãnh đạo Kim Jong-un ra lệnh vào thứ Ba là một vụ thử đầu tiên kể từ giữa tháng 9. Vụ thử diễn ra chỉ một tuần sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đưa Bắc Hàn vào danh sách các quốc gia hỗ trợ khủng bố, cho phép Hoa Kỳ áp đặt thêm lệnh trừng phạt. Đài KRT nói rằng lô hỏa tiễn mới đã đạt độ cao khoảng 4.475 km, hơn gấp 10 lần độ cao của trạm không gian quốc tế. Hỏa tiễn đã bay xa 950 km trong vòng 53 phút. Bắc Hàn đã tiến hành hàng chục vụ thử hỏa tiễn đạn đạo bất chấp các lệnh trừng phạt của quốc tế. Tổng thống Donald Trump đã từng cam kết rằng sẽ không để cho Bắc Hàn phát triển được những hỏa tiễn nguyên tử có thể bắn tới đất liền Hoa Kỳ.